Bà Nguyễn Thị Lâm, quê ở làng Trà Quế, là người đào hầm bí mật ngụy trang công sự cho đội trinh sát vũ trang an ninh Quảng Đà tại Hội An. Câu chuyện của bà là câu chuyện của hàng ngàn người dân đã kiên cường bám trụ ở vùng địch chiếm trước sức tấn công hủy diệt của chiến tranh để che chắn cho lực lượng an ninh Quảng Đà. Là mình rút vô chứ không phải cái đầm gì. Thuê bay là thành đổ lập này. Năm 1963 nó còn tráng. Nó còn tráng, nó hốc hay lên là hồi nó tôi quỵ trong công sự rồi là tôi chạy qua nhà anh tôi đó là bị bác. Nhưng mà mấy đứa kia thì tôi thấy đột dặm mấy dặm gần thỏa ra, còn tôi lấy cái con đò dờ rồi cọc lên cho nó rẽ tác con cọc xuống ở dưới nó cái hơi chân cọc tiếp. Cọc tiếp nữa hơi thằng chặn hơi chân. Tréo hơi ta trối dưới ghế rồi hơi thằng giữ cái ta. Một thằng giữ cái đầu, còn một thằng dơ và đinh hắn đột ở trên bụng rồi. Thị Lâm bị toán lính tra khảo liên tục từ 9 giờ sang đến 3 giờ chiều. Phải đến khi các mẹ, các chị trong làng kéo đến đấu tranh thì toán lính mới bỏ đi. Chiến trường Quảng Đà là những căn cứ lõm chính trị do an ninh xây dựng nằm ngay trong vùng địch chiếm. Từ những năm 60, hàng chục căn cứ như thế hình thành khắp Đà Nẵng. Trong số đó, tiêu biểu nhất là căn cứ K20 thuộc địa bàn hoạt động của an ninh quận 3. K20 là một xóm nhỏ bên sông Cổ Cò, sát với sân bay nước Mặn. Hàng ngày, từng toán lính tuần tra, cảnh giới, mật thám dài khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Hải, một trong những người đầu tiên đào hầm bí mật nuôi dấu cán bộ ở K20. Khi hầm bí mật bị lộ, giặc bắt chồng bà đưa đi. Bản thân bà và 4 đứa con nhỏ bị tra tấn dã man. Thứ hai chủ nhật không lộ không hết đâu mà thứ hai không bị dẫn về dẫn này thì tối chủ nhật khiêng đây họ cái thôi má anh đây tháng không ở bờ không ở thì chồng bón lộn rẻ cũng bô theo tháng không ở bờ không ở không có đi số ngàn quật lại ơi giờ hầm lên nhớ giờ hầm lên dở hầm đó trù nhưng để cột bỏ tối gì bờ đây bốn đứa con để đốt nhờ rồi bén rồi đưa vô lửa luôn. Bất chấp sự truy sát tàn bạo, bà Hải cùng các hộ dân ở căn cứ K20 vẫn kiên cường bám trụ che chở cho lực lượng an ninh trong suốt chiều dài cuộc chiến. San em yêu thương, những giờ phút chót trên đất Bắc, qua thư biết tâm sự với em những gì được. Mong em và hai con tha thứ cho anh. Anh viết sẵn mấy chữ, nếu như ước mơ gặp em và hai con lần cuối cùng trên đất Bắc không được, anh sẽ bỏ thư này trên đường đi. San ơi, 20 ngày trôi qua, cứ tưởng như 2 năm rồi, ngòi bút sắc có thể nào nói hết được lòng anh hôm nay không? Chắc chắn không. Ngòi bút vụn về của người chồng mới đi xa tâm sự cùng người vợ. Lần đầu biên thư cho em và hai con, nước mắt chảy nhiều hơn mực. Không hiểu vì sao.
Trong những tháng năm ác liệt nhất của cuộc chiến, đặc biệt là sau khi Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng năm 1965, lực lượng an ninh Quảng Đà được Bộ Công an chi viện nhiều cán bộ, chiến sĩ xuất sắc. Đây là những người con ưu tú của miền Bắc, được tuyển chọn kỹ càng, sau này đóng góp rất quan trọng tăng cường sức mạnh chiến đấu, hoạt động chính quy, tinh nhuệ cho toàn lực lượng, đặc biệt là hoạt động nghiệp vụ cơ bản, tình báo, phản gián. Trong khi những cán bộ chi viện kề vai sát cánh chiến đấu ở tuyến lửa Quảng Đà, những người thân, vợ con của họ ở miền Bắc cũng đương đầu với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, gánh chịu vô vàn hy sinh, gian khổ, chất chứa nỗi niềm. Lúc ông mới đi là tôi nhớ là tới hai cháu hoàn cảnh rất là khổ lắm. Con thì quần áo chỉ một manh một mảnh thôi, đôi khi là sang hàng xóm đang trộm cái áo cho con mặc, họ cho được chục cái bát ở công an huyện, cho chục cái bát nhớ thế. Ở trên thành phố thì cho được 10 cân gạo, khó khăn lắm. Thì giường thì không có, mấy có cái giường con thì các tôi đi mót lúa này thì các cháu cứ ngủ đúng rơm đúng rã đấy, đêm khoảng 6-7 giờ đêm mới về, khó khăn khổ lắm. Bom đạn liên tục ở trong cơ, ở dưới chỗ gần phà ghép mà bom đạn liên tục ngày đêm, là ngày là hắn bỏ bom, còn đêm là pháo kích liên tục. Tức là cả đêm là cả ngày, cả đêm ở trong hầm. Nói chung phải ở trong hầm hết. Ở xứ Dừa Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam, có một am nhỏ thờ hai người. Đều là cán bộ an ninh Quảng Đà, anh hùng Phan Ngọc Nhân và liệt sĩ Bùi Văn Dừa. Trên ban thờ liệt sĩ Bùi Văn Dừa ở quê nhà Sầm Sơn, Thanh Hóa, luôn luôn có một chùm dừa nước. Đó là chùm dừa nước được người thân đưa về kể từ khi tìm được xác anh. Đám cưới của chúng tôi thì rất là đơn sơ. Tổ chức vào buổi chiều, cưới nhau xong mà không có đêm tân hôn. Đến mai thì là do nhiệm vụ công tác cho nên là đơn vị anh ấy lại bố trí anh ấy phải đi công tác một tháng. Năm 1972, Bùi Văn Dừa nhận lệnh chi viện cho an ninh Quảng Đà. Lúc này, vợ chồng anh đã có thêm hai con gái. Nhưng Bùi Văn Dừa không giữ được lời hứa trở về với vợ con. Ngày 10 tháng 11 năm 1974, trong lúc công tác ở xứ Dừa Cẩm Thanh, anh bị phục kích, hy sinh. Anh là đi thì không tiễn chồng được, mà cũng không liên hoan được, cũng không dặn dò được cái chi. Thì tôi biểu là đời tôi không ân hận cái gì hết, nhưng mà tôi chỉ ân hận là lấy anh đến nay, tính đến nay được là, tức là được 68, 69, 70, 71. Là được 4 năm, được 4 năm, nhưng mà thực chất là ở bên cạnh anh chỉ được 1 tháng thôi. Năm
1973, sau hàng loạt thất bại trên chiến trường, đặc biệt là kế hoạch đưa miền Bắc về thời đồ đá bằng cách ném bom hủy diệt bị phá sản, Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris. Khắp miền Nam, hầu như ai cũng tưởng đã giành được hòa bình. Nhưng chính lúc này, tình thế mới thực sự trở nên nguy hiểm. Lực lượng kháng chiến ở Quảng Đà nói chung, an ninh Quảng Đà nói riêng phải đối mặt với thách thức ghê gớm nhất. Cắm cờ giữ đất là một cách diễn ra rất ác liệt. Vì ta cũng muốn cắm cờ đến đâu thì ta giữ đất đến đấy, để giữ cái vùng giải phóng của chúng ta đến đấy, để về sau có cái chia ra để chúng ta có thể có nhiều cái điều kiện để mà giải quyết. Thế nhưng mà địch thì nó cứ lấn tới. Và lúc ấy thì thật ra mà nói thì chúng ta, sức mạnh của chúng ta chưa phải là mạnh mẽ lắm, thực lực chúng ta chưa mạnh mẽ lắm, cho nên là địch bắt đầu là phản bội lại cái hiệp định Paris, cho chúng nó mới tấn công ta, nó dồn ta cái lực lượng lên trên, ép chúng ta lên núi. Tôi chứng kiến một cái cảnh khi anh Hồ Nghinh á, tôi bảo vệ anh Hồ Nghinh mà đi hộp để bàn mở chiến dịch phản công á, từ miền Bắc về, thì anh Phạm Đức Nam lúc đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Đà, như thế là về đón Hồ Nghinh. Thì đón giữa đường á, là anh Phạm Đức Nam ôm anh Hồ Nghinh khóc, kêu báo cáo anh ba, bởi vì anh Hồ Nghinh thường gọi thân thương là anh ba. Anh ba ơi, nó chiếm hết rồi, mất đất mất dân rồi anh ba ơi. Nó không khác. Trong tình thế mất đất, mất dân, địch tấn công dữ dội, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của khu ủy Năm, đặc khu ủy Quảng Đà, đặc biệt là bí thư đặc khu ủy Hồ Nghinh, lực lượng an ninh Quảng Đà vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, từng bước giành lại thế chủ động, sẵn sàng cho trận đánh cuối cùng. Mùa xuân năm 1975, tiếng súng đồng loạt vang lên khắp các chiến trường, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quảng Đà, sức tấn công như vũ bão của quân giải phóng, từng màng phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa vỡ vụn, binh lính suy sụp tinh thần, cởi bỏ quân phục, tháo chạy. Hôm 28 tháng 3 năm 75 là giải phóng hoàn toàn Hội An, giải phóng Hội An, chứ chưa nói hoàn toàn. Và 29 tháng 3 là giải phóng Đà Nẵng. Nhưng mà sau chiều 29 á, là đồng chí Võ Chí Công thì ông quay về Hội An, thì ông dỡ bản đồ ra, chết rồi, còn một cái rẻo nữa chưa giải phóng. Dỡ ra là bản đồ đó của lựa chọn Hội An, muốn vô Hội An phải giải phóng nhanh. Đêm 29 tháng 3, lực lượng quân sự an ninh thị xã Hội An tức tốc đưa quân ra giải phóng đảo Cù Lao Chàm. Lúc này trên đảo vẫn còn hàng trăm lính Việt Nam Cộng Hòa. Lúc 5 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 1975, các tàu chở cán bộ chiến sĩ an ninh quân sự thị xã Hội An đến được đảo Cù Lao Chàm. Tuy nhiên, lực lượng giải phóng Cù Lao Chàm không nổ súng mà chỉ bắc loa kêu gọi. Lập tức toàn bộ binh lính trên đảo nộp súng đầu hàng. Tại Đà Nẵng, lính Việt Nam Cộng Hòa ở Quảng Trị, Thừa Thiên đổ dồn về, mang theo tin bại trận và cả nỗi khiếp đảm. Để trấn an binh lính, tướng Ngô Quan Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1, tuyên bố tử thủ tại Đà Nẵng. Nhưng ngay sau đó, Trưởng nhảy lên trực thăng chuồn ra hạm đội 7 bỏ chạy, không dám ngoái đầu. Hơn 100.000 quân ở Đà Nẵng hoàn toàn tan rã và đầu hàng.
Với tinh thần tất cả cho giải phóng Đà Nẵng, lực lượng an ninh Quảng Đà dưới sự chỉ huy trực tiếp của trưởng ban Hoàng Văn Lai phối hợp cùng lực lượng chủ lực chiếm lĩnh các điểm trọng yếu. Mở sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975, lực lượng an ninh áp sát các mục tiêu, tấn công và làm chủ nhà máy điện, đài phát thanh, nha cảnh sát vùng 1, trụ sở Quốc dân đảng, cơ quan CIA, tòa thị chính, trung tâm thẩm vấn Thanh Bình. Trên đường đi tiếp quản là xin phép là phải nói là lúc giờ là tôi vì đi với đồng chí trưởng ban, cho nên rằng tiếng súng tức là pháo ở của mình nhé là vẫn tiếp tục bắn xuống bồ rồi bắn xuống sân bay Nước Mặn, sân bay Sơn Trà, và trên đường thì ta nói là quần áo ngụy thì là la liệt. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, cứ điểm quan trọng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, Đà Nẵng thất thủ. Quân giải phóng và nhân dân thành phố vùng lên làm chủ thành phố. Nhưng với lực lượng an ninh Quảng Đà, giải phóng chưa có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Ngay từ thời khắc cờ giải phóng tung bay dập trời Đà Nẵng, một cuộc chiến mới đã bắt đầu. Thực tế, khi Mỹ rút khỏi Việt Nam, chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, hàng trăm tổ chức phản động vẫn hoạt động giáo diết, gây không biết bao nhiêu tai ương, tổn thất. Năm 1978, trong lúc triệt phá tổ chức phản động Việt Nam Dân tộc Cách mạng Đảng, đồng chí Hoàng Văn Lai, nguyên trưởng ban an ninh Quảng Đà, lúc đó là trưởng ty công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, đã ngã xuống. Cuộc đời chiến đấu hy sinh của trưởng ban Hoàng Văn Lai như tấm gương phản chiếu hình ảnh về lực lượng an ninh Quảng Đà, những người đã vượt qua bão táp chiến tranh và thử thách ghê gớm của lịch sử vẫn miệt mài công tác chiến đấu, chấp nhận mọi hy sinh mất mát để đi đến tận cùng vì lý tưởng của mình. Lực lượng an ninh là làm cái nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội, đặc biệt là làm tốt cái vai trò truy quét lực lượng địch, bọn phản động địch còn sót lại trong thành phố và giữ vững cái địa bàn trong những ngày đầu giải phóng. An ninh Quảng Đà chỉ tồn tại từ năm 1962 đến năm 1976, gắn với lịch sử địa danh này. Hành trình và những chiến công tiêu biểu của an ninh Quảng Đà đã được ghi vào sử sách. Đó là 5.000 ngày diệt ác, phá kèm, tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ đảng, bảo vệ dân. Trong đó, tất cả các vị lãnh đạo, các cơ quan đầu não do an ninh Quảng Đà bảo vệ đều tuyệt đối an toàn. Đó là chiến công mang tầm lịch sử. Và nếu có một thứ mực nào có thể viết nên hết thảy những chặng đường chiến đấu hy sinh gian khổ của quân dân Quảng Đà, trong đó có lực lượng an ninh, thứ mực đó dứt khoát phải được chiết ra từ máu xương, mồ hôi, nước mắt của hàng vạn con người trên mảnh đất này. Thời gian càng lùi xa, câu chuyện của an ninh Quảng Đà dường như lại càng trở nên rõ ràng hơn. Ngày nay, câu chuyện ấy lại được trao truyền cho các thế hệ công an Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa như những thông điệp vọng về từ tuyến lửa không thể phai mờ. Lần trăng màu chiều vơi vơi, chơi vơi cánh cò chớp trăng, mênh mang mênh
anh mang chiều ơi, nhớ về một mùa xuân xưa, biết bao người đi không về, nằm lại ven bờ sông ấy, thành hoa nở đẹp làng. Sắc thắm là nhớ mùa hoa ven sông, khi gặp cảnh khoe sắc thắm nhớ về một mùa xuân xưa, biết bao người mãi không về, nhớ về một mùa xuân xưa, biết bao người đi. Hãy